Đây là cuộc giải cứu hang động quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong hang động dài 10 cây số, hơn 5.000 tình nguyện viên trong suốt 18 ngày cứu được 13 đứa trẻ. Lính cứu hộ mỗi ngày ở trong hang động bơi đi bơi lại gần 12 giờ đồng hồ. Bạn tưởng rằng đây chỉ là phim thôi sao? Sai. Không lâu về trước, một sự việc có thật xảy ra ở Thái Lan. Ngày 23 tháng 6 năm 2018, toàn cầu đều đang xem World Cup, còn trên dưới toàn Thái Lan thì đều quan tâm xít sao đến một hang động. Hóa ra một đội bóng đá sau khi vào núi thám hiểm đã mất tích. Trong số họ, người lớn tuổi nhất là huấn luyện viên với 25 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất mới chỉ 11. Đáng sợ hơn là hang động bọn họ bị kẹt địa hình hiểm trở, độ dài hơn 10 cây số, được xưng là một trong bốn động quỷ của Thái Lan. Mà ngay lúc này trời đổ mưa lớn, nước mưa tràn vào hang động, đám trẻ vô cùng nguy hiểm, 13 mạng người gặp nguy hiểm. Người dân cả nước đều lo lắng, báo chí tranh nhau đưa tin, đội cứu hộ xuất phát cả đêm. Đội đầu tiên tiến vào hang động là Xin, nhưng tìm kiếm cả một đêm họ vẫn không tìm thấy tung tích của đám trẻ. Ngược lại còn bởi vì nước lũ tràn vào khiến nhiều người bị thương. Nhìn thấy tình hình này, các phụ huynh chờ đợi ở bên ngoài rơi vào tuyệt vọng. Nước trong hang vẫn đang càng ngày càng dâng cao. Đám trẻ còn hy vọng được cứu không? Hai ngày trôi qua, cuộc cứu trợ càng ngày càng gấp rút. Chính phủ dùng máy rút nước lớn nhất, nhưng mực nước trong hang không hề có dấu hiệu hạ xuống. Thợ lặn không thể đi vào trong, mực nước quá cao. Tất cả mọi người đều chăm chú vào việc rút nước ngầm, nhưng công trình sư thủy lợi Samun, sau khi quan sát kỹ địa thế của hang động đã có suy nghĩ khác. Nước từ trên núi chảy xuống, chứ không phải nước ngầm. Hóa ra nước mưa tụ ở trên đỉnh núi, chảy xuống hang động qua khe hở. Không rút nước từ nguồn nước trên đỉnh núi, thì mực nước trong hang tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Samun đếm tìm thị trưởng đề nghị một suy nghĩ táo bạo, đó là làm nước chảy ngược sang sườn còn lại của ngọn núi chảy vào đồng. Nhưng cái giá phải trả là đồng lúa của nông dân sẽ ngập úng hết. Thị trưởng lo lắng nông dân sẽ phản đối. Ai ngờ họ không vòng vo tam quốc mà đồng ý luôn. Chúng tôi đồng ý. Vì những đứa trẻ đó, hàng tấn nước lũ được rút ra đồng lúa. Ống nước không đủ thì chẻ đôi thân tre để dẫn nước. Qua 9 ngày, mưa cuối cùng đã tạnh, rút nước cũng đã thấy hiệu quả. Nhưng một tin ác khác lại đến. Dưỡng khí trong hang động không đủ, phải mau chóng tiến hành giải cứu. Nếu không, thứ họ tìm được chỉ là mấy cỗ thi thể. Nhưng tình hình trong hang động phức tạp, đến cả lực lượng Xin chuyên nghiệp cũng không thể nắm rõ. Do mực nước trong hang cao, tầm nhìn thấp, thêm vào đó hang động vốn đã gồ ghề nguy hiểm, thợ lặn không thể tiến vào. Thị trưởng không dám mạo hiểm thêm mạng người. Lúc này hai người nước ngoài xung phong ra trận, họ là tình nguyện viên quốc tế. Nhìn thấy tin cầu cứu của Thái Lan trên mạng, anh đầu chọc tên là Richard, là người Anh. Anh và John không chỉ là thợ lặn chuyên nghiệp, mà còn có kinh nghiệm thám hiểm phong phú. Hai người mặc trang bị vào, không hề do dự mà lặn xuống động. Bốn phía đen sì không thấy đáy, hang động vòng véo nguy hiểm, khắp nơi đều là những cột đá thạch vôi nhọn hoắt. Khó khăn trải qua 4 tiếng đồng hồ, họ mới bơi được 1.600 mét. Lúc này đột nhiên gặp lũ. Chết tiệt, đến đây thôi, chúng ta tốt nhất là nên lập tức quay lại. Trên đường trở về, họ vô tình phát hiện ra một thợ sửa máy bơm. Hai người cứu một người, vốn tưởng dễ dàng, ai ngờ đột nhiên dòng nước chảy xiết. Công nhân sợ hãi vùng vẫy dữ dội, đụng chảy máu cả đầu, suýt nữa thì mất mạng. Richard tốn rất nhiều sức mới cứu được người ra. Nhưng áp lực trong lòng anh càng lớn, bởi vì anh đột nhiên ý thức được thứ mà họ phải đối diện không chỉ là hang động nguy hiểm, là còn có nhân tính mỏng manh của con người. Lần tiến công thứ hai, hai người Richard chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, dùng dây thừng đánh dấu tuyến đường, rồi cẩn thận lặn xuống đáy hang. Bơi được tầm 6 tiếng, Richard đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhức mũi. Anh có ngửi thấy không? Lúc này trước mắt xuất hiện mấy luồng sáng đơn lẻ, chính là đám trẻ đang mòn mỏi chờ được cứu trợ. Mấy đứa có bao nhiêu người? 13 người. Họ đều còn sống, đây đúng là một kỳ tích. 10 ngày trôi qua, đám trẻ đều đói hóc cả bụng, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Richard vội vàng truyền tin ra bên ngoài, toàn nước đều hoan hô chúc mừng. Nhưng chưa ăn mừng được bao lâu, thì Richard không cười được nữa. Những đứa trẻ đó không thể ra được, không thể nào. Đám trẻ này đã bị kẹt lại trong hang động 10 ngày. Chúng đói liền đi ngủ, sợ hãi thì an ủi nhau. Hít sâu, thở ra, cuối cùng vào ngày thứ 10, chúng được đội cứu trợ phát hiện ra. Nhưng đây không có nghĩa là đã được cứu, bởi vì địa hình hang động gồ ghề, nơi hẹp nhất chỉ có thể một người đi qua được. Hơn nữa giơ tay không nhìn rõ năm ngón, khắp nơi đầy là cột đá thạch mũi nhọn hoắt. Con đường giải thoát này đến cả thợ lặn chuyên nghiệp cũng phải bơi ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Còn những đứa trẻ này không biết bơi, lại chưa từng được huấn luyện lặn chuyên nghiệp, căn bản không thể ra bên ngoài. Những đứa trẻ đó không thể ra được bên ngoài, không thể nào. 14 ngày trôi qua, thợ lặn chỉ có thể mỗi ngày đi vào tiếp tế bọn trẻ, mà không thể cứu bọn chúng ra ngoài. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra cách nào. Richard lại ra một suy nghĩ điên rồ, gây mê toàn thân. Đó là cách duy nhất để cứu bọn trẻ ra. Chúng phải giữ nguyên không động đậy, không động đậy hoàn toàn. Rồi chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra ngoài như là vận chuyển hàng hóa vậy. Gây mê có rủi ro lớn, lượng quá lớn sẽ dẫn đến tử vong, lượng quá nhỏ thì bọn trẻ sẽ tỉnh lại giữa chừng, cũng có khả năng chết đuối.
Thợ lặn có thể khi cứu là một người sống, khi ra đến nơi thì đã là một thi thể. Điều này không chỉ cần khắc phục khó khăn khi giải cứu, mà còn phải chịu áp lực cực lớn từ dư luận. Thị trưởng lập tức phủ nhận biện pháp này. Lúc đó ông vẫn chưa ý thức được, đây là cơ hội sống sót duy nhất. Một hôm thợ lặn vào hang đưa thức ăn, khi xuyên qua hang động, bình dưỡng khí không may bị vỡ. Một sinh mạng đã như vậy mang mất đi trong dòng nước lạnh toát. Sự hy sinh của thợ lặn khiến tất cả mọi người rơi vào đau khổ. Tồi tệ hơn là, cơn bão mới lại sắp ập đến. Mực nước trong động vẫn tiếp tục dâng cao, đến lúc đó 13 đứa trẻ chỉ còn một đường chết. Dưới áp lực từ hai bên, thị trưởng chỉ có thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng đó, đồng ý cách làm của Richard. Để đảm bảo kế hoạch thuận lợi, nhân viên cứu trợ mời bác sĩ đến dạy họ tiêm thuốc mê. Mọi người phải xuyên qua đồ lặn, tiêm thuốc mê vào hai bên đùi. Trong tay họ cầm kim tiêm, dùng bình nước khoáng làm đùi. Cẩn thận luyện tập nhiều lần, nhưng khó khăn nhất là thuốc mê chỉ có tác dụng trong vòng 30 phút. Cho nên khi thuốc mê hết tác dụng, người cứu hộ còn phải tiêm thêm cho bọn trẻ trong khi lặn. Sau nhiều lần thực hành, Richard đưa theo đoàn đội vào ngày thứ 16 chính thức triển khai cứu trợ. Kế hoạch của anh đó là tiêm thuốc mê cho bọn trẻ trước, sau đó bọc bọn trẻ lại, mỗi ngày đưa 4 đứa ra bên ngoài. Trong 4 ngày sẽ giải cứu được tất cả mọi người. Cùng lúc đó, người dân ở bên ngoài cũng thi nhau đến góp sức. Có người vận chuyển bùn đất, ngăn nước chảy vào hang. Có người cầu trời khấn Phật, cầu phúc cho bọn trẻ. Tất cả mọi người đều đồng lòng, chỉ mong 13 đứa trẻ được bình an. Nhưng khi đội cứu hộ tìm thấy bọn trẻ thì lại gặp khó khăn. Đứa trẻ nhỏ tuổi, nhất chỉ có 11 tuổi, mặt nạ dưỡng khí không thể trùng khít lấy mặt cậu bé. Cậu bé cần được làm riêng một cái, nhưng thời gian cấp bách. Hàm lượng dưỡng khí trong hang động đã thấp hơn 20%, thời gian của bọn trẻ đã không còn nhiều. Cuộc giải cứu chạy đua với thần chết này có thể diễn ra thuận lợi không?